Hắn thả chị vào hả? Dạ em chào chị Lê Ngân ạ. Em chào chị Vũ Thanh Nhàn. Em chào chị Vũ Thanh Nhàn. Chị Vũ Thanh Nhàn ơi, đã hết bận chưa? Chị em mình gặp gỡ nhau tí nhở? Chào chị Thảo Nguyên nhá. Em chào chị Thảo Nguyễn. Em chào chị Thu Lan Nguyễn ạ. Em chào tất cả các chị đang theo dõi chương trình livestream ạ. Em chào chị Linh An ạ. À, hôm nay là ngày thứ 16 của chiến dịch chim của Sparkling đây ạ. Linh đây ạ. Thả tóc đẹp hơn là chị Thảo Nguyễn. Em cảm ơn chị. Chào Vâng Trang Huyết ơi, còn 16 và 14 ngày nữa cơ. Thế nên là Vâng Trang Huyết đừng có nản nhá. Biết đâu đấy hôm nay cái lượt may mắn ấy lại là đến với Vâng Trang Huyết thì sao nhỉ? Mọi người vào xem và chia sẻ cho bài cho em với nhá. Các chị vào xem livestream, comment và chia sẻ bài cho em với ạ. Oh yeah. Chính vì vậy mà Vâng Trăng Khuyết đây hôm nay là có một chương trình rất là đặc biệt hơn cả những ngày thường. Thế nên là đừng nản chí nhá. Biết đâu đấy hôm nay là mình sẽ có quà đấy. Mong lời nói của chị sẽ là sự thật. Các chị yêu ơi, hôm nay sẽ khác hơn một chút. Đó là em xin phép là em chia sẻ một chút là vào tối ngày mai thì là bên em có việc bận. Thế nên là chương trình livestream thì là em lại không thể làm được. Thế nên trong chương trình livestream tối ngày hôm nay thì là bên em sẽ có hai thẻ quà tặng ạ. Để bù vào tối ngày mai đấy ạ. Hai thẻ quà tặng trị giá 500k đây ạ, hai thẻ. Sẽ có hai thẻ quà tặng trị giá 500k và hai thẻ quà tặng trị giá là 200k. 500k này sẽ dành cho tất cả những khách yêu nào mà đoán trúng ba số cuối của tờ 500k. Còn thẻ quà tặng 200k này ạ sẽ là dành cho khách hàng nào vào xem livestream và chia sẻ bài nhiều nhất đấy ạ. Thế nên là Vâng Trăng Khuyết ơi, nếu như mà mình chưa có được sự may mắn để lấy tấm thẻ 500k này thì hãy nhanh tay chia sẻ. Thì cái tấm thẻ 200k này sẽ là của Vâng Trăng Khuyết đấy. Cố lên nhá. Chị chào Thư Giang nha. Xin chào Uyển Nhi. Các em vào xem like và chia sẻ cho chị nhá. Thả tim nữa. Người vào xem like thì tương tác với em một chút đi ạ. Để lại một chấm hoặc là chào nhau để cho em nhìn thấy mọi người đang theo dõi thì em sẽ có lời chào đến tất cả mọi người ạ. Chào Nguyễn Tuyết Minh. Nguyễn Tuyết Minh ơi, chia sẻ bài nhá. Chị chào Lê Hoàng Vũ. Lê Hoàng Vũ ơi, chia sẻ bài cho chị nhá. Thả tim này, chia sẻ bài này. Chị chào Việt Nhi. Chị cảm ơn Lê Hoàng Vũ nha. Lê Hoàng Vũ ơi, chia sẻ thật nhiều nhá. Chị cảm ơn em.
Cả nhà mình ơi, em sẽ chờ một chút nữa để cho mọi người vào tương tác nhiều hơn, để sau đó là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Cả nhà nhé. Chị chào Thu Giang, chị cảm ơn Thu Giang rất là nhiều. Vì nếu như mà sinh thế này là phải nhờ Thu Giang rất là lớn đấy. Xin chào Thế Phạm nhé. Thu Giang ơi, chia sẻ nhiều cho chị nhá. Chị chào em Vũ nhá. Mọi người vào xem like và chia sẻ bài cho bên mình nhé. Các chị ơi, các chị chia sẻ cho em để lượt xem tăng lên đi ạ. Để mình chơi, vì hôm nay là mình chơi hai thẻ các chị nhá. Mình chơi hai thẻ nên thời gian có thể sẽ lâu hơn ạ. Nên các chị cố gắng chia sẻ nhanh giúp em nhá. Chương trình hôm nay sẽ khác hẳn với chương trình mỗi ngày, đó là chúng ta sẽ có hai trò chơi hôm nay của chúng ta để sẽ không phải là đoán một tờ 500k đâu ạ, mà sẽ là hai tờ đấy ạ. Cho nên là cả nhà mọi người vào tương tác theo dõi và chia sẻ bài cho em đấy ạ. Xin chào Tuyết Thủy nhá. Chờ mãi mà chưa thấy bạn mình vào đây nhỉ. Nào tớ ra đón nhé, Thu Thủy ơi. Các chị ơi, các chị đang xem like, các chị chấm cho em một chấm để các em chào chị nhá. Em chào chị Yến Nguyễn ạ. Chị Yến Nguyễn ơi, em nhìn thấy chị đang xem ạ. Chị chia sẻ giúp em với. Từ hôm Lê Hoàng Vũ livestream ơi, ít chưa nhìn chơi thấy trò chị. chơi em nhá. Lát nữa cho trò chơi thì là mình sẽ vào đoán, còn bây giờ chưa cho trò chơi em nhá. Bây giờ thì em cứ chia sẻ bài cho chị đi. Còn lát nữa là chơi trò chơi thì hãy đoán số em nhé. Tất cả những số nào mà em đã suy nghĩ cho sẵn trong đầu rồi thì khi đấy là mình hãy thả ra nhé. Cảm ơn Vương Trong Khuyết nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các chị yêu, tất cả các em, tất cả khách hàng đã bớt chút thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình livestream của Spa Thu Linh, cũng là nhân việc kỷ niệm 6 năm thành lập Spa Thu Linh đấy ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Tuyết Thủy nha. Chấm 2 3 chấm vào. Cả nhà vào xem và chia sẻ bài cho em nhé. Chia sẻ bài trên trang cá nhân này, chia sẻ bài trong các hội nhóm cả nhà nhé. Trong thời gian mà chờ thêm để cho mọi người vào theo dõi thêm một chút nữa thì em xin phép cả nhà. Chúng ta sẽ chia sẻ một chút về những chương trình mà bên Spa Thu Linh bên em nhé. Để kỷ niệm 6 năm thành lập Spa Thu Linh thì và cũng là để tri ân tới tất cả khách hàng đã và đang đồng hành cùng với sự phát triển của Spa Thu Linh thì là bên em có đưa ra rất là nhiều những chương trình khuyến mãi hấp dẫn rất là lớn, lớn nhất từ trước cho đến nay. Đó là chương trình livestream tặng thẻ quà trị giá 500k. Livestream tặng thẻ quà dịch vụ trị giá là 500k đây ạ. Cả nhà mình xem nhé. Đây ạ. Và chương trình này của bên em sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 4 cho đến hết ngày 30 tháng 4 cả nhà nhé. Chương trình thứ hai đó là chương trình đồng giá dịch vụ 70k dành cho tất cả những khách hàng thường xuyên của Spa Thu Linh. Và chương trình này bên em sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng, đó là tháng 4, tháng 5 và tháng 6 ạ. Và em nghĩ rằng là một cái chương trình đang rất hot đấy ạ. Tại Spa Thu Linh ngay tại thời điểm này đấy ạ. Đó là chương trình đồng giá dịch vụ 50k. Tất cả các dịch vụ đều về 50k hết. Sẽ dành cho tất cả những khách hàng nào, tất cả những chị yêu, em yêu, tất cả mọi người khi đến với Spa Thu Linh chia sẻ bài viết trên trang web của Cao Thị Minh Nguyệt ạ. Thì khi mà đến với Spa Thu Linh thì sẽ được sử dụng dịch vụ của Spa Thu Linh và chỉ phải thanh toán với mức giá là 50k thôi ạ.
Và khi mọi người chia sẻ bài thì tất cả mọi người đừng quên comment cho bên em, chia comment là mình đã chia sẻ ạ, cho bên em để bên em biết ạ. Em chào chị Hạnh Phạm nhé. Chị Hạnh Phạm ơi, xem và chia sẻ bài cho em nhé. Em xin phép thế này ạ, có thể có rất nhiều các chị yêu, tất cả nhiều khách hàng có thể sẽ rất là thắc mắc về cái chương trình đấu giá 50k của bên em. Không biết là như thế nào mà lại tất cả dịch vụ khi mà đến với Svatuling thì ngày trước là làm như thế này mà bây giờ lại là về 50k. Thì em xin được chia sẻ với tất cả các chị, với tất cả các mọi người. Đó là để kỷ niệm, vẫn là chương trình kỷ niệm 6 năm sinh nhật Svatuling ạ. Và để mà Svatuling có được sự phát triển như ngày hôm nay thì đó chính là nhờ vào sự ủng hộ, tin yêu của tất cả các chị yêu, tất cả khách hàng đã luôn ủng hộ, luôn đồng hành với lại chúng em. Nên là cái chương trình mà bên em đưa ra thì đây chính là một lời tri ân, một lời cảm ơn sâu sắc đến với tất cả khách hàng đấy ạ. Và tất cả các chị yêu, em yêu, tất cả các cô đã đến với Svatuling để trải nghiệm và sử dụng dịch vụ. Nếu cảm thấy hài lòng ở bên em thì em xin phép rằng là mọi người hãy chia sẻ đến với tất cả mọi người, hội chị em bạn gì của mình, về cái chương trình của bên em và về dịch vụ bên em. Còn nếu như khi mà mọi người đến với Svatuling mà cảm thấy rằng là chưa được hài lòng thì em xin phép cũng hãy chia sẻ với chúng em. Cái này thì chia sẻ với chúng em thôi ạ, để cho chúng em sẽ hoàn thiện và cố gắng làm sao để phục vụ tốt nhất gửi đến tất cả khách hàng của Svatuling ạ. Chị chào Hạnh nha, chị kỹ thuật viên ngồi bên cạnh chị Thủy nha, Hạnh nha. Chị chào Ngọc Trang nha, cảm ơn em. Các em chào chị Dương Thu ạ. Các em, các chị và các cô chia sẻ giúp cho chị. Chào Thanh Phạm nha. Tất cả mọi người vào xem thì để cho em xin một chấm đi ạ, hoặc thả tim cho em, và thêm nữa là chia sẻ bài cho em đi ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người. Chị cảm ơn Thanh Phương Phạm nha. Chị Quách Phương Thảo ơi, chị chia sẻ cho em nhá. Các chị ơi, hôm nay mình like cho cả buổi ngày mai, cho nên là hôm nay mình sẽ chơi hai thẻ và hai đoán hai số đồng tiền các chị yêu nhá. Chị chào Lùn Nguyệt nhá. Em chào chị Mai Anh nhá. Em chào chị Quách Phương Thảo ạ. Xin chào Lùn Nguyệt. Các chị ơi, các chị nhớ kiểm tra chia sẻ giúp em nhá, để hôm nay mình sẽ chơi sớm hơn mọi ngày ạ. Các chị kiểm tra chia sẻ giúp em để tí nữa chào, nếu mình đoán đúng nha, thì là mình sẽ hợp lệ để nhận thẻ quà tặng các chị nhá. Bây giờ dành ra mấy phút để các chị kiểm tra lại xem mình đã chia sẻ chưa các chị nhá. Các chị yêu em, mọi người vào xem chương trình livestream, các chị và các em, mọi người vào xem chương trình livestream của Svatuling thì đừng quên chia sẻ bài đi ạ. Bởi vì là một lát nữa thôi chúng ta sẽ chơi trò chơi, và biết đâu đấy trong các chị các em ở đây sẽ có những người đoán trúng. Nhỡ đâu mà khi kiểm tra lại là mình lại chia sẻ bài thì khi ấy cái phần thưởng là mình sẽ không được nhận đâu ạ. Thế nên là mọi người đừng quên chia sẻ bài nhé. Em chào chị gì đây? Cái máy này hiện lên mà máy kia không hiện nhỉ? Em chào chị Tô Lêu. Lêu. Tên của chị em tên này khó đọc khó quá. Em rất xin lỗi, em có chào chị nhưng mà khó đọc quá nên là em không biết là có đọc đúng hay không nữa ạ. Sẽ có hai thẻ quà tặng trị giá 500k và hai thẻ quà tặng trị giá 200k các chị nhé. Đây ạ, thẻ 200k đây ạ. 200k này là sẽ dành cho những ai chia sẻ bài nhiều nhất đấy ạ. Nên mọi người nhanh tay chia sẻ bài nhé. Chị Thảo Nguyễn ơi, em chưa chơi trò chơi đâu ạ. Chị ơi, khi nào chơi trò chơi thì là em sẽ nói, còn bây giờ thì là đang là để chị em mình chia sẻ với nhau, chuyện trò với nhau thôi ạ.
Các chị ơi, mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Trong thời gian mà bên em đưa ra chương trình đồng giá 50k thì thực sự là nhận được rất là nhiều phản hồi của khách hàng. Em cảm ơn tất cả khách hàng đã luôn tin yêu, đã luôn ủng hộ cho chương trình ở bên em. Và có thể rằng là sẽ có những lúc mà khách hàng, các chị yêu đến với Spa Thu Linh mà chưa đặt lịch, mà bên em chưa thể phục vụ kịp, thì rất là mong các chị yêu thông cảm ạ. Và các chị yêu ơi, khi mọi người đến bên em sử dụng dịch vụ để cho bên em có thể phục vụ cách được tốt nhất, thì các chị yêu có thể đặt lịch trước cho em theo số hotline của Spa, đó là số 02073825775 và số 0838825775 các chị yêu nhé. Thế còn về cái chương trình 50k thì cũng có rất nhiều ý kiến của khách hàng của bên em, đó là không biết là sản phẩm như thế nào, thì em xin phép em chia sẻ lại một chút về những sản phẩm mà bên em đang làm, đang sử dụng để gửi tới tất cả các chị. Đó là sản phẩm Nu Skin, sản phẩm Herbalife, sản phẩm Atichi, sản phẩm Uhui của Hàn Quốc và sản phẩm Nguyên Khí ạ. Nguyên Khí là sẽ có hai loại các chị nhá, một loại là chị nám và một loại là chị mụn ạ. Và em nghĩ rằng là sau những ngày mình làm việc căng thẳng mệt mỏi thì các chị có thể là tìm cho mình ở một nơi để giải trí, để thư giãn, thì em nghĩ rằng là Spa Thu Linh là một nơi rất là hợp lý cho các chị yêu. Không phải là đến, không những là đến để làm đẹp mà còn để thư giãn cho mình sau những ngày mà những tuần làm việc vất vả đấy ạ. Và bên em có rất nhiều các dịch vụ các chị yêu nhá, chăm sóc da mặt chuyên sâu này, tẩy tế bào chết này, vuốt lông chân tay này, hấp tóc xương mềm mượt này, ngoài ra là thêm cả dịch vụ móng mi, rất nhiều những dịch vụ khác nữa đấy ạ. Em chia sẻ để cho các chị biết ạ, và để sẽ là đến Spa Thu Linh để sử dụng dịch vụ ạ. Vâng, chị Quách Phương Thảo ơi, em kiểm tra giúp chị ạ. Có, em thấy chị chia sẻ rồi chị nhá. Hôm nay em thấy chị đã chia sẻ ạ. Các chị yêu ơi, em rất là cảm ơn tất cả các chị yêu đã tham gia chương trình. Mặc dù là em chưa có công bố rằng là bắt đầu chúng ta chơi trò chơi, nhưng mà em thấy rằng là mọi người đang vào chơi chơi rất nhiều rồi, nên là em xin phép là chúng ta sẽ chơi trò chơi luôn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đoán hai tờ tiền nhé các chị yêu nhé, nhưng mà chúng ta sẽ chơi tuần này trước ạ. Chúng ta sẽ chơi một tờ trước, sau là sẽ đến tờ thứ hai ạ. Trên tay em giờ đang cầm một tờ trị giá là 500k. Các chị yêu ơi, chúng ta bắt đầu vào đoán ba số cuối nhá. Các chị ơi, kỹ thuật viên mới bắt đầu ạ. Kỹ thuật viên bắt đầu làm việc các chị nhá. Bây giờ kỹ thuật viên sẽ ngồi chờ và ghim, ai đoán đúng số đồng tiền thì kỹ thuật viên sẽ ghim các chị nhá. Các chị nhớ kiểm tra chia sẻ giúp em trước đi nhá. Nguyệt ơi, có thấy nhá, có thấy nhá. Em có thể rằng là vào chơi trò chơi và chia sẻ comment bình thường nhá. Em cảm ơn chị Quách Phương Thảo nha. Chị cũng vào xem và chơi rất nhiều, nhưng hôm nay em thấy chị chia sẻ được nhiều rồi ạ. Cảm ơn Thúy Ngân. Thúy Ngân Đinh. Nhưng mà chưa đúng nhá. Cố lên. Trang Nguyễn ơi chưa đúng. Khu Hiền ơi chưa đúng nhá. Cam Mỹ Đức ơi chưa đúng đâu. Chị Thảo Nguyễn ơi chưa đúng đâu ạ. Xin chào Hoa Mèo. Hoa Mèo ơi vào chia sẻ bài cho cô nhỉ. Thả tim và chia sẻ bài cho cô nhé. Hoa Mèo ơi vào. Hoa Mèo ơi đoán số đi nào. Các chị yêu ơi, các chị cứ đoán đi. Em vẫn dõi theo màn hình để em kiểm tra các chị nhá. Em sẽ tính theo máy chủ các chị nhá. 56 không đúng cô Hiền nhá. Dạ em chào chị Hà Trần ạ. Chị Hà Trần ơi, chị Hà Trần vào theo dõi livestream và chia sẻ bài cho em nhá. Em cảm ơn chị ạ. Chị Thảo ơi, 169 chưa đúng ạ. Mình chơi hai thẻ cho nên là một lúc nữa mà nếu mà khó thì em sẽ gợi ý các chị nhá. Tầm khoảng 9 giờ thì em sẽ gợi ý ạ. Các chị cứ đoán thoải mái đi nhá. Em thấy có người đoán hơi sắc sắc rồi đấy ạ. Cả nhà mình cố lên. Kiểm tra xem bộ của chị Phương Vũ à. Xin chào bạn Nguyễn Nhung nha.
đang rất là chờ một ngày bạn Nguyễn Nhung lên trên này để gặp nhau, để chăm sóc cho nhau mà vẫn chưa thấy nhở. Hoa mèo 79, cảm ơn hoa mèo nhé, nhưng mà chưa đúng. 012 chưa đúng ạ. 567 chưa đúng ạ. Em cảm ơn chị Dương Thu, nhưng mà chị ơi 846 chưa đúng ạ. Vâng, Trang Khuyết đây, cố lên nào. Chị Phương ơi, em thấy chị chưa chia sẻ được chị ạ. Em đang mở tường của chị bằng một Facebook của cửa hàng chị nhá, Facebook chăm sóc khách hàng, nhưng mà vì là chưa kết bạn nên em cũng không nhìn thấy chị Vũ Thị Phương Vũ nhá. Chị Vũ Thị Phương Vũ ơi, chị chia sẻ lại giúp em nhá. Chắc chị chưa để ở cái chế độ công khai chị ạ. Dạ chị Quách Phương Thảo ơi, chưa đúng ạ. Các chị ơi, em đang nhìn thấy các chị này đang đoán, em đọc tên để xem các chị xem có bị ẩn comment không nhá. Em nhìn thấy Lùn Nguyệt này, Khôi Hiền này, Trang Nguyễn này, Cao Minh Đức này. Em thấy một số chị này, Thúy Ngân Đinh này, Quách Phương Thảo, Thúy Ngân Đinh, Vầng Trăng Khuyết, chị Thảo Nguyễn, An Hằng, Thảo Nguyễn. Em Trang nhìn Nguyễn thấy mấy chị này ạ, còn có thể ai không đọc tên thì có thể bị ẩn các chị nhá. Thật sự là em cảm ơn tất cả các chị yêu rất là nhiều. Thông thường những buổi tối là thời gian là để mình để thư giãn. Các chị yêu của Spa Tulip hôm nay đã dành thời gian quý báu của mình để vào theo dõi chương trình livestream của bên em. Em rất là cảm ơn các chị ạ. Đây nó cũng là động lực rất là lớn dành cho Spa Tulip chúng em, và nữa là dành cho hai chị em đang livestream đây ạ. Em cảm ơn cả nhà mình ạ. Các chị cứ xem đông xem nhiều là em vui lắm. Các chị vào xem dự báo chơi trò chơi, nhưng mà đừng quên chia sẻ bài nha các chị yêu nhé. Và chia sẻ bài càng nhiều càng tốt ạ. Chia sẻ bài trên trang cá nhân, trong các hội nhóm ạ. Chị Vũ Thị Phương Vũ ơi, em vừa đọc tên chị chưa chia sẻ được, chị chia sẻ lại giúp em với nhá. Cháu nhìn thấy cô rồi ạ. Chào chào cô Nhiệu Cao ạ. Xin chào An Hằng. Xem cho chị Vũ Thị Phượng Vũ được chưa? Xem nhưng chưa được, chưa thấy chia sẻ. Dạ chị Vũ Thị Phượng Vũ ơi ạ, vẫn em kiểm tra rồi nhưng vẫn chưa được chị nhá. Chị kiểm tra lại giúp em với ạ. Cố lên chị ơi, một chút thôi ạ. Cô Nhiệu Cao ơi, cháu vừa xem tường của cô thì chưa thấy chia sẻ được công khai cô nhá. Cô chia sẻ lại giúp cháu với ạ. Có thể cô đang để ở chế độ bạn bè cô ạ, cháu không nhìn được. Các chị ơi, các chị cứ đoán đi, em vẫn đang theo dõi các chị để các chị đoán, nếu ai đúng thì em sẽ ghim luôn, các chị yên tâm nhá. Dạ em chào chị Nguyễn Thủy, em cảm ơn chị đã theo dõi chương trình. Chị ơi 198 chưa đúng ạ. Ngoài trò chơi dự đoán bao số cuối của tớ 500k thì là vẫn còn một thẻ quà tặng trị giá 200k dành cho tất cả những chị yêu nào mà chia sẻ bài nhiều nhất đấy ạ. Thế nên mọi người trong thời gian mà chơi trò chơi thì cũng đừng quên chia sẻ bài nhé. Đây ạ. Chị Thảo Nguyên ơi, em vẫn nhìn thấy chị đấy ạ. Chị Thảo Nguyên ơi, chị Thảo Nguyên ơi, em vẫn nhìn thấy chị nhá, không bị ẩn đâu ạ. Nguyễn ơi 772 không đúng ạ. Chị Nguyễn Thủy ơi 456 không đúng ạ. 690 chưa đúng chị Thảo Nguyễn ơi. 361 không đúng chị Thủy Ngân Đinh nhá. 120 không đúng chị Quách Phương Thảo ạ. Em đọc như vậy là các chị biết là có tên của các chị ạ. À được rồi đấy chị. 064 không đúng chị Trang Nguyễn nhá. Nguyễn ơi chị kiểm tra chị. Chị nào? Chị gì đâu kiểm tra nhà Phương Vũ thì đây này. À em vừa kiểm tra, bây giờ em kiểm tra lại nhé. Có khi là do chưa tương tác với nhau bao giờ không xem được. Chị vuốt cho chị xem này, chị không được. Chị ơi, chị có thể chụp màn hình lại trong trường hợp mà chị đã chia sẻ thì chị chụp màn hình cho em chị nhá. Thì vẫn được ghi kết quả chị ạ. Chị Phương ơi, chị đây ạ, nhưng mà chưa chia sẻ đâu chị nhá. Chị kiểm tra lại giúp cho em một chút nhá.
chào Thủy Sơn nhá. Giờ mới thấy Thủy Sơn, Thủy Sơn vào đoán, Thủy Sơn chia sẻ đi Thủy Sơn nhá. Xin chào bạn Thủy Sơn nhá. Cả nhà mình nghe cố lên ạ. Các chị ơi, năm nay là sinh nhật năm thứ 6 và con số 6 rất là tuyệt vời. Đến tháng 6 này là Spa Thu Linh tròn 6 tuổi, cho nên là em làm chương trình này là cực lớn. Từ trước đến nay, năm trước là 5 năm cũng chưa bằng năm nay là 6 năm đâu các chị nhá. Em làm chương trình lớn này để cảm ơn tới khách hàng của Thu Linh ạ. Các chị đã đồng hành cùng chúng em và cho chúng em có được như ngày hôm nay là nhờ vào sự ủng hộ của các chị đấy ạ. Chị Thu Lan Nguyễn ơi, 999 đẹp quá nhưng không phải chị nhá. Chị Phương ơi, chị chia sẻ nhưng em không nhìn thấy được. Nhưng nếu mà chị đã để ở chế độ quả cầu là công khai rồi mà vẫn không xem được thì chị có thể chụp lại màn hình chị nhá. Chị chụp lại màn hình thì chị có thể gửi tin nhắn cho em ạ. Khi có kết quả, nếu như mà chị đoán đúng thì em vẫn cứ sử dụng cái chụp màn hình đó để ghi nhận chị nhá. Chị chào Trang Vũ nhá, cảm ơn em. Mọi người vào chơi trò chơi và chia sẻ bài nhá. Xin chào Phạm Phương Dung ạ. Xin chào chị Phạm Phương Dung ạ. Chị Phạm Phương Dung ơi, chị theo dõi chương trình livestream và chia sẻ bài cho bên em nhé. Ngoài ra nữa là chị ơi, chị dự đoán ba số cuối đi ạ, mình chơi trò chơi đi ạ. Em chào chị Dương Thu ạ. Chị Dương Thu lần trước cũng chia sẻ cho em rất nhiều, hôm nay chị tiếp tục chia sẻ giúp em chị nhá. Cô Tân Minh ơi, chia sẻ thật nhiều nhá, cảm ơn cô Tân Minh nhá. Cả nhà mình cố lên ạ. Các chị ơi, hôm nay mình chơi hai thẻ để ngày mai mình nghỉ, cho nên là tầm 9 giờ một lúc nữa, mấy phút nữa thì em sẽ gợi ý cho các chị để cho nhanh các chị nhá, để mình chơi sang thẻ thứ hai ạ. Và ngày mai, tối ngày mai thì chúng em nghỉ để đi liên hoan một chút, các chị thông cảm cho chúng em nhá. Gia đình có bữa tiệc. Chương trình livestream để tặng thẻ quà này ở bên em sẽ còn kéo dài cho đến hết tháng 4 này cơ các chị yêu ạ. Nên là mọi người đừng quên các buổi tối trong tuần ạ. Từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 4 ạ. Vào 8:30 tối nhá các chị yêu nhá. Chúng ta sẽ lại cùng tham gia chương trình chơi trò chơi và dự đoán số ạ. Hôm nay nếu như chị yêu nào mà chưa may mắn thì chắc chắn rằng là những lần sau nữa em tin rằng là các chị của em sẽ được đấy ạ. Xin chào Truyền Hoàng. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn ơi, bạn chia sẻ cho mình nhé. Các chị ơi, các chị vào sau thì em xin giới thiệu lại là ngày mai chúng em có chút việc bận, cho nên là chúng em sẽ nghỉ live stream và hôm nay chúng em sẽ live luôn hai thẻ để cho cả ngày mai các chị nhá. Các chị ơi, bây giờ em đọc tên một số các chị đang đoán để các chị xem có bị ẩn comment không nhá. Em nhìn thấy chị Thủy Ngân Đinh ạ. Chị nhìn thấy Khôi Hiền nhá. Em nhìn thấy chị Dương Thu ạ. Chị nhìn thấy Lùn Nguyệt ạ. Em nhìn thấy chị Thảo Nguyên. Em nhìn thấy chị Thu Lan Nguyễn. Em nhìn thấy chị Truyền Hoàng. Đấy, em nhìn thấy mấy chị. Em nhìn thấy Khôi Hiền này. Chắc rất là nhiều đấy. Cũng nhiều đấy. Em cảm ơn tất cả các chị yêu ạ. Thật sự rằng là cái sự yêu thương của các chị dành cho spa chúng em như thế này, nó là một nguồn động lực rất là lớn đấy ạ. Em cảm ơn tất cả các chị ạ. Và các chị yêu ơi, ở bên em ra cái chương trình đấu giá 50k đấy ạ. Em xin phép chia sẻ, các chị cứ dự đoán số đi ạ. Kỹ thuật viên kiểm tra nhá. Còn chị chia sẻ với lại các chị một chút. Chuyên từ khách hàng, thế nhưng mà không chỉ phải là chỉ dành riêng cho khách hàng thường xuyên mà dành cho cả những khách hàng nào mà lần đầu đến với Spa Thu Linh để trải nghiệm. Chỉ cần các chị yêu khi đến sử dụng dịch vụ, đừng quên chia sẻ bài trên trang web của Cao Thị Minh Nguyễn ạ, thì các chị sẽ được dịch vụ là 50k nhé ạ. Thật sự là 50k là giá này, em biết rằng là
chúng em đấy ạ. Mà cũng vì hot quá cho nên là rất là xin lỗi các chị yêu, vì nhiều khi là các chị tới nhất là lại không báo trước, thế nên là bên em lại không thể phục kịp được. Thì rất là mong các chị thông cảm, và để cho bên em có thời gian chuẩn bị và phục vụ được tốt hơn thì các chị đến ủng hộ spa Thu Linh chúng em, đặt lịch trước các chị yêu nhé. Và em đừng quên hai số hotline của spa chúng em là 02073 825 775 và 0838 825 775 các chị yêu nhé. Các chị ơi, em vẫn đang xem và ai có kết quả đúng em sẽ ghim các chị nhá. Các chị ơi, em lại xin phép đọc tên các chị đang dự đoán, để nếu ai không thấy em đọc tên thì sợ ẩn comment thì các chị viết chữ cho em nhìn thấy các chị nhá. Em chị Thu Lan Nguyễn ơi, 7490 đúng ạ. Lùn Nguyệt ơi, 261 không đúng nhá. 096 không đúng Thủy Ngân Đinh nhá. 390 không đúng Khôi Hiền ạ. 228 không đúng Dương Thu nhá. Chị Mai Anh ơi, 6789 đẹp quá cơ, nhưng mà lại không phải, và nữa là chỉ có 3 số cuối thôi chị Mai Anh nhá. Chị Mai Anh ơi, chia sẻ cho em nhiều nhá chị Mai Anh nhá. Mọi người vào xem like và chia sẻ bài cho chị hai chị em đấy ạ. Em cảm ơn cả nhà. Chị Truyền Hoàng ơi, 050 chưa đúng đâu ạ. Thủy Ngân Đinh ơi chưa đúng. Khu Hiền ơi, 588 chưa đúng ạ. Chị Thảo ơi, 228 chưa đúng. Xin chào Hà Ngân, 356 chưa đúng Hà Ngân nha. Các chị ơi, em xin gợi ý một chút nhá các chị nhá. Em xin gợi ý hai số đầu là số chẵn các chị nhá. Em xin gợi ý thứ nhất ạ, hai số đầu là số chẵn các chị nhá. Em thấy có chị đoán hơi sát rồi đấy ạ. Có thể máy của các chị mà đến với em bị muộn hơn thì các chị thông cảm giúp em nhé. Vì thời gian vừa rồi cũng có một số chị bảo là đoán trước nhưng mà máy của em thì lại nhìn thấy sau ạ. Dì Thủy chào Phúc nha. Phúc chia sẻ bài cho dì Thủy thật nhiều nha. Chị Mai Anh ơi chưa đúng ạ. Thương bạn này. Thương ơi, Khuất Hương ơi chia sẻ cho mình nhá. Cảm ơn bạn Hương rất nhiều. Em chào chị Bình Yên ạ. Bây giờ em mới thấy chị đấy ạ. 887 chưa đúng chị nhá. Để kỷ niệm 6 năm thành lập spa Thu Linh và spa chúng em được phát triển đến ngày hôm nay, đó là nhờ vào tất cả các chị yêu, tất cả các chị yêu đã luôn yêu thương, đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho spa chúng em. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả các chị. Và cái lời nói là một phần thôi, nhưng mà cái hành động của bên em đó là gì ạ? Là chương trình đồng giá 50k gửi đến tất cả các chị yêu để chiên tất cả mọi người. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ. Tớ có thấy Hương nhá. Hương ơi, Hương cứ dự đoán đi nhá. Tớ thấy cả số cả chữ của Hương đấy. Hương dự đoán hộ tớ và Hương chia sẻ giúp tớ nhá. Cả nhà và theo dõi chương trình chơi trò chơi và thì đừng quên chia sẻ bài cho hai chị em nhá. Lượng comment này, lượng chia sẻ này, nó cũng là một động lực rất là lớn dành cho hai chị em nhé ạ. Em thấy có một số chị, bây giờ em không nhìn thấy nữa. Chết rồi, bấm vào đâu rồi?
bấm nhầm. Đang xem. Em cảm ơn chị Khuất Hương ạ. Chị Khuất Hương chia sẻ bài cho hai chị em nhé. Cảm ơn chị ạ. Các chị ơi, em đã gợi ý lần thứ nhất rồi mà nghe chừng vẫn chưa được. Các chị ạ, em chắc là em sẽ chuẩn bị phải gợi ý lần thứ hai đấy ạ. Các chị đoán đi, mấy phút nữa mà không được thì em sẽ gợi ý lần thứ hai các chị nhá. Vì hôm nay mình like hai thẻ nên em cũng muốn các chị đoán được sớm ạ. Để không mất thời gian của các chị ạ. Khả năng là sẽ phải gợi ý luôn thôi nhờ, vì hôm nay mình like hai thẻ. Em ơi, xem là cái số bao nhiêu đây. Em xin chúc mừng chị Thủy Ngân Đinh ạ. Em xin chúc mừng chị Thủy Ngân Đinh, em đã ghim ở đây ạ. Em chị... các chị ơi, đã có chị đoán trúng tiền đầu tiên rồi đấy ạ. Và em xin chúc mừng chị Thủy Ngân Đinh ạ. Chị đã dự đoán đúng 3 số cuối của tờ 500k em cầm trên tay đấy ạ. Đây ạ, đây là 3 số cuối đấy ạ. 829 là 3 số cuối của tờ tiền 500k này các chị yêu nhá. Em xin chúc mừng chị Thủy Ngân Đinh ạ. Và em xin trân trọng mời chị mai hoặc bất kể lúc nào chị qua spa chúng em để nhận thẻ quà. Và chị Thủy Ngân Đinh đã chia sẻ nhá các chị ơi. Chị kiểm tra cho chị Thủy Ngân Đinh. Cả nhà ơi, chị đây Thủy... ạ, chị Thủy Ngân Đinh đã chia sẻ bài rồi nhá cả nhà nhá. Đây ạ. Và em xin chúc mừng chị Thủy Ngân Đinh ạ. Một chị đã may mắn có được tấm thẻ quà đầu tiên đây ạ. Đây ạ, tấm thẻ quà đầu tiên đã có chủ rồi ạ. Nhưng mà các chị ơi, mọi người đừng có nản vì chúng ta sẽ lại tiếp tục với tờ tiền thứ hai đây ạ. Mọi người sẽ lại dự đoán tiếp số của tờ thứ hai nhé cả nhà nhé. Cả nhà mình lại dự đoán đi ạ. Các chị ơi, các chị đừng nản, các chị yêu nhé. Và em xin phép là ngoài cái thẻ quà trị giá 500k này, mình sẽ còn có cả thẻ quà trị giá 200k dành cho những khách hàng nào, những chị yêu nào chia sẻ bài nhiều nhất. Chính vì vậy mà các chị yêu mọi người đừng có nản ạ. Chị Vũ Thị Phương Vũ ơi, em kiểm tra của chị nhá, vẫn chưa được chị ạ. Không biết là làm sao, chị gửi tin nhắn cho em phải không, nhưng mà vì em đang like em không, em có thấy chị chia sẻ ở đây, nhưng mà đây là chị gửi vào tin nhắn thôi chị Phương ạ. Chị Phương ơi, chị đấy là chị gửi vào tin nhắn cho em, nhưng mà chị chia sẻ lên tường cá nhân của chị ấy, chị chưa chia sẻ được lên tường cá nhân của chị Phương ơi. Em xem ở trang cá nhân của chị chưa thấy có. Nếu mà chị gặp khó khăn về cái vấn đề chia sẻ thì chị có thể nhờ thanh niên ở bên cạnh chị nhá. Các chị ơi, mình chơi tiếp sang tờ thứ hai nhá. Chơi rồi. Em đang tiếp tục bắt đầu tính từ bây giờ là em sẽ ghim theo con số thứ hai ạ. Đây mọi người đang chơi đến con tờ thứ hai rồi đấy. Đấy bây giờ là phải tính số thứ hai đấy. Ôi đấy, lại bị bấm. Đây cả nhà mình, các chị yêu lại vào dự đoán bắt đầu chơi tiếp đi ạ. Cơ hội sẽ vẫn còn, vẫn đang còn đấy ạ. Chị Phương ơi, em chị chia sẻ rồi thì chị chụp màn hình cái máy mà có cái chỗ là đã chia sẻ bài viết cho em với. 889 chưa đúng nhá, Khu Hiền nhá. Em chưa nhìn được chị ạ. 220 chưa đúng vào trong khuyết nhá. Các chị yêu đừng quên chia sẻ bài nhé. Bởi vì nếu như hôm nay mình chưa có được tấm thẻ quà trị giá 500k thì sẽ vẫn còn tấm thẻ trị giá 200k đây ạ. Hôm nay buổi ngày hôm nay ai chia sẻ nhiều nhất và người thứ hai sẽ có hai người được cái thẻ 200k các chị yêu nhé. Cho nên là em sẽ lấy hai người nhiều nhất ạ. Để tối nay em sau live khoảng 1 tiếng em sẽ đăng lại ở trên trang cá nhân của em các chị nhé. Và các chị yêu ơi, những chị yêu nào mà đã đến với spa Tâm Linh chúng em để trải nghiệm và dùng dịch vụ, có thể là các chị cho chúng em xin một chút chia sẻ được không ạ? Để chúng em có thêm thật nhiều động lực để
là ngày càng hoàn thiện và để phục vụ các chị yêu tốt hơn ạ. Các chị ơi, nếu trong quá trình đến làm dịch vụ mà có cái gì đó chúng em còn sơ suất thì các chị có thể góp ý cho chúng em để nhá. Chúng em rút kinh nghiệm các chị nhá. Và cho khuyết cứ dự đoán đi nhá, cứ là chơi trò chơi đi nhá, chị vẫn nhìn thấy nhá. Nếu như các chị cảm thấy hài lòng rồi thì các chị cho em xin một câu là đã rất hài lòng ạ, để em biết mình cần phải chỉnh sửa hay là như thế nào các chị nhá. Chị Phương làm rồi mà vẫn không được thế này, chị đang khóc thế này, mình xem đi nhá. Chị ơi chị chị chụp màn hình cho em đi chị. Em không thấy chị chụp màn hình, em vừa xem tin nhắn chị gửi nhưng không có. 732 chưa đúng chị Thảo ơi. Em vẫn đang mở tường của chị. Thì cứ đi ngay 669 chưa đúng. Và các chị yêu ơi, khi các chị yêu đến với Spa Thu Linh để sử dụng dịch vụ, nếu như các chị yêu thấy hài lòng thì các chị hãy chia sẻ với tất cả mọi người, hãy nói với điều đó với tất cả mọi người và chia sẻ với cái hội chị em bạn dịp của mình ạ. Còn nếu như bên em phục vụ còn nhiều thiếu sót thì cũng rất là mong được các chị nói, hãy nói với chúng em, hãy chia sẻ lại với chúng em để chúng em sẽ hoàn thiện và rút kinh nghiệm ạ. 3, 4, 5 đẹp quá Thu Giang ạ, nhưng mà lại chưa đúng. Chị Phương ơi, em vừa kết bạn với chị đấy nhưng mà vẫn chưa thấy có bài trên tường chị nhá. Hôm nay phải cảm ơn rất là nhiều tất cả các chị yêu, tất cả các em đang theo dõi chương trình và đang tham gia chơi trò chơi. Khu Hiền dự đoán rất là nhiều nhưng mà lại cũng chưa đúng. Các chị ơi, có thể hôm nay mình mà không may mắn thì buổi khác mình sẽ may mắn. Em đã được chứng kiến hôm trước có một chị là 12 ngày nhỏ, 12 ngày theo dõi từ đầu đến cuối và các chị cũng, chị đó cũng đã đoán được và đúng số. Nên các chị đừng lản các chị nhá. Xin chào Bình Yên. Bình Yên hôm trước cũng theo dõi hàng bao nhiêu buổi rồi cũng được Bình Yên nhờ. Có câu mà sắc ngày nên kim đi ạ. Các chị yêu của em đừng nản nhé. Mọi người hãy cứ tham gia theo chơi. Hôm nay mình không được thì mai mình lại vào mình chơi tiếp. Và mình lại dự đoán tiếp. Kiểu gì cũng sẽ được ạ. À, Khô Hiền ơi, một tí tẹo nữa sẽ gợi ý nhá. Bây giờ mình cứ dự đoán đi. Khó quá thì là hai chị em sẽ gợi ý. Biết ngay là Thu Giang sẽ dự đoán 789 mà. Cao Minh Đức chia sẻ bài thật nhiều nha Cao Minh Đức ơi. Chị Phương ơi, chị đã chia sẻ được chưa? Truyền Hoàng 109 chưa đúng, 740 chưa đúng, Lưu Đồng Nguyệt nhé. Không hiểu sao chị Phương lại giống như một số chị mấy hôm trước cũng bị như chị Phương chia sẻ mà người khác không xem được. 778 chưa đúng nhé chị Hương Hà ơi. Chị Phương ơi, chị có thể chụp màn hình xong chị gửi cho em được không? 381 chưa đúng nhé chị Thảo Nguyễn nhé. Chắc chị Phương là để ở chế độ là chỉ có bạn bè như nào đó hay là cũng chị không ơi, phải. Chị ơi, Lục Nguyệt đang gọi chị Nguyệt kìa. Ơi chị Nguyệt đây. Chị vẫn đang xem mà. Chị đang xem ai đúng để chị ghim nhá. Cả nhà mình vào dự đoán đi ạ, cứ chơi trò chơi đi ạ, cứ dự đoán, cứ thả thoải mái đi ạ. Các chị ơi, một lát nữa, độ khoảng 5-10 phút nữa mà không được thì em lại tiếp tục em gợi ý các chị nhá. Các chị ơi, nhảy phim đi nhỉ.
Em đã thấy có người có đáp án đúng ạ. Xin chúc mừng. Các chị yêu ơi, cả nhà mình ơi, đã có người đoán trúng ba số cuối của tờ 500k được rồi nha. Và xin chúc mừng Vương Trọng Quyết. Đã nói với Trọng Quyết rồi mà, từ một nản chí mà tới cuối cùng cuối cùng Vương Trọng Quyết đã trúng rồi đấy thôi. Xin chúc mừng Vương Trọng Quyết nha. Và đây ạ, đây là ba số cuối của tờ tiền 500k đây ạ. 824 là ba số cuối nha, cả nhà mình nhá, các chị yêu nhá. Và xin chúc mừng Vương Trọng Quyết. Và xin trân trọng mời Vương Trọng Quyết. Bất kể khi nào, thì khi nào bạn có thời gian, bạn đã qua spa của mình để nhận thẻ quà dịch vụ và để sử dụng dịch vụ nhé, Vương Trọng Quyết nhá. Và các chị yêu ơi, địa chỉ ở bên em là số nhà 141 đường Tất Hà, thành phố Tuyên Quang các chị yêu nhé. Và số 32 số hotline là 02073825775 và 0838825775 các chị yêu nhé. Mọi người em hai chị em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các chị yêu đã bước chút thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình livestream của Spa Tu Linh bên em ạ. Và đấy, vì là ngày mai bên em có việc bận, thế nên là chương trình livestream ngày hôm nay mới là hai thẻ cào và dự đoán là hai tờ tiền, thì lại phải hẹn gặp lại tất cả các chị yêu của Spa Tu Linh vào 8:30 ngày 18 tháng 4, đúng không ạ? Và những chị yêu nào chưa may mắn, em tin rằng là còn 12 ngày còn lại, 13 ngày còn lại thì chắc chắn rằng các chị yêu của em sẽ được. Và nữa là em xin phép là cái thẻ quà trị giá 200k này ạ, thì một lát nữa sau khi kết thúc chương trình live thì là kỹ thuật viên bên em sẽ kiểm tra và sẽ công bố trên trang web của Cao Thị Nguyệt các chị yêu nhé. Hai chị em cảm ơn tất cả mọi người. Và em xin phép là được chúc cả nhà mình ngủ ngon ạ. Em cảm ơn cả nhà mình ạ. Em chào các chị. Chị chào các em nhá. Hẹn gặp lại các chị và các em vào ngày kia nhá. Tối xin chúc mừng Vương Trọng Quyết nhá. Đấy, có câu mà sắt không hề nên kim đúng không? Xin chào cả nhà nhá. Em chào các chị. Chúc các chị ngủ ngon nhá. Em tắt like ạ.